bất chấp cả sức khỏe và với một con tim đầy nhiệt huyết, tràn tình thương mến để lại nhận được tất cả lòng mến thương từ tất cả quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn chị Y Lan, xin cảm ơn phòng Trà Quy đã cho chúng tôi có một cơ hội để đến với nhau như thế này. Và chúng ta từ rất nhiều cái khác nhau, nhưng chắc chắn có chung một tình yêu, yêu âm nhạc, yêu Y Lan. Xin cảm ơn các quý vị. Xin cảm ơn.